Okay, now. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là người cuối cùng của cái số hát ngày hôm nay, đó là tập trước sẽ hát phục vụ quý vị chỉ một lượt thôi, đó là One Way. Và chúng ta sẽ chấm dứt chương trình ca nhạc hát cho nhau nghe buổi trưa chủ nhật đây. Tony Sola, Yến Hương và nhạc sĩ Hoàng Ngọc xin thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị lại tuần sau. Xin chào. Oh, dear.
được ra mắt tối hôm nay thành công. Xin cảm ơn quý vị.